chợ In The Mountain để đi lên cầu Long Biên ấy, nó gọi là dốc Long Biên 2 ấy, thì không đi đến ngã ba xe bên này mà đi thẳng xuống bên này. Thế bao giờ kịch xa đấy nó có cái ngã ba, đầu ngã ba đấy ở giữa đây nó có bán là gà quay với cả quay làng ấy. Ở giữa này này, có ngã trễ này, ở giữa nó bán thịt. Đi bên này, đi bên này, đi từ 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 đi. Thế là dần dần sẽ nhìn thấy cái đầu lên đỉnh đấy, nó sẽ nhìn thấy cái... Wow.
chị sản phẩm của chị được kiện lên trên đấy, chị có Facebook hoặc là Oh.